Thưa quý vị, đầu xuân cùng khát vọng của một cô gái Hơ Rê ở làng Tang, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ. Thổ cẩm của làng mình đẹp sắc sảo, không thua kém sản phẩm của nơi khác, song vẫn cứ loay hoay mãi ở địa phương, chưa được người nơi khác biết đến nhiều. Làm gì để bà con mình có thể sống được với nghề dệt thổ cẩm? Những suy nghĩ cứ đau đớn với cô gái Hơ Rê, Phạm Thị Y Hòa. Và Y Hòa bắt tay vào thực hiện ý tưởng táo bạo. Những bộ trang phục thổ cẩm Hơ Rê được thiết kế cách tân, sáng tạo, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, đã ra đời và có mặt trên mạng xã hội, được quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước. Và thổ cẩm làng Tang đã được những nhà thiết kế hàng đầu của Việt Nam lựa chọn để thiết kế nên những mẫu trang phục đặc sắc mang đến trình diễn ở show thời trang thổ cẩm với tên gọi Dòng chảy bất tận đang diễn ra tại thủ đô Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022. Sàn diễn thời trang ở Dubai. Những trang phục được thiết kế từ thổ cẩm làng Tang được các người mẫu hàng đầu của Việt Nam và thế giới trình diễn. Sự sáng tạo, kết hợp độc đáo giữa hiện đại và truyền thống đã đưa thổ cẩm làng Tang tỏa sáng trên sân khấu thời trang hiện đại chuyên nghiệp bậc nhất thế giới. Điều vinh dự và tự hào là các trang phục ấy do chính bàn tay tài hoa của cô sơn nữ Phạm Thị Y Hòa ở làng Tang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, hợp tác với hai nhà thiết kế nổi tiếng là Lý Quý Khánh và Chu La sáng tạo nên. 7 sản phẩm tham dự sự kiện, hoa văn chiếm 50% theo yêu cầu của các nhà thiết kế. Sản phẩm toát lên được những tinh hoa đặc sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Hơ Rê. Y Hòa phải mất gần 2 tháng, dệt cả ngày lẫn đêm. Cách dệt thổ cẩm cũng hiện đại, phối hợp giữa sợi chỉ và sợi kim tuyến, đòi hỏi người dệt phải tỉ mỉ, kỳ công và cả sáng tạo. Cái sản phẩm của em vừa rồi mà được ra thế giới thì đối với bản thân em thì cực kỳ vui mừng. Nghĩa là khi mà mình được quảng bá ra thế giới, phải không? Khi được lên mặt báo này, được đi ra thế giới, mình có thể có hình ảnh, mình được mọi người để ý nhiều hơn. Và tất nhiên là cái sản phẩm mình đã được công nhận ở một cái trình khác, thì tất nhiên là mọi người sẽ đón nhận sản phẩm mình nhiều hơn ở mức bình thường. Đó là niềm tự hào riêng của bản thân em. Và với đối với làng Tang thì đó là một niềm tự hào vô cùng lớn. Ở làng Tang Ba Tơ, nghề dệt thổ cẩm mang tính mẹ truyền con nối. Con gái lớn lên phải biết dệt vải mới được xem là trưởng thành. Chính vì thế, Y Hòa đã được tiếp xúc với khung dệt và học cách dệt từ bà, từ mẹ của mình từ lúc 6-7 tuổi. Năm 13 tuổi, cô đã kiếm sống được từ nghề dệt thổ cẩm. Hiểu rõ từng đường tơ kẻ chỉ, Y Hòa dệt nên những sản phẩm thổ cẩm với nét hoa văn độc đáo, mang đậm nét truyền thống của đồng bào Hơ Rê. Y Hòa đã đưa sản phẩm thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình trở nên gần gũi với mọi người mà vẫn giữ được bản sắc. Lớn lên, Y Hòa đi học để trở thành cô giáo mầm non. Thế nhưng, cô gái trẻ vẫn không quên nghề dệt thổ cẩm. Không nỡ lòng nhìn làng nghề truyền thống và những sản phẩm tinh hoa lại chịu thua thiệt. Y Hòa đã nung nấu ước mơ, người dân trong làng có việc làm và sung túc từ nghề dệt thổ cẩm. Mà người dệt á, họ phải chịu khó học hỏi, tìm tòi và sáng tạo và nhìn được cái nhu cầu của thị trường của khách hàng là ở mức nào để mình phát triển. Chứ không phải là mình dệt, ngày xưa là mình dệt cứ trắng đỏ đen, là mình cứ dệt tồn 100 đơn hàng rồi cuối cùng mình không bán được cho ai. Và mình phải dệt 1-2 cái và mình xem được nhu cầu khách hàng ở mức nào để mình có thể dệt đáp ứng nhu cầu thị trường và mình sau đó là mình thay đổi lần lần. Dù không học trường lớp thiết kế hội họa nào, nhưng Y Hòa thể hiện được năng khiếu. Tự học hỏi, tự vẽ thiết kế lên những bộ trang phục cách tân trên nền hoa văn truyền thống của thổ cẩm người Hơ Rê. Bản thiết kế được đưa lên mạng xã hội để nhận thông tin đa chiều từ bạn bè, từ những nhà thiết kế kinh nghiệm. Sau đó, Y Hòa chỉnh sửa lại phù hợp với phong cách hiện đại, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Những trang phục đơn giản phục vụ cho những lễ hội. Rồi dần dần, Y Hòa cũng đã nhận được nhiều đơn đặt thiết kế trang phục cho cô dâu vào ngày cưới và cho các ca sĩ. Nếu mà mình sử dụng một cái sản phẩm truyền thống thì nó chỉ sử dụng ở hàng hẹp ở mức ở địa phương thôi. Nhưng mà với mọi nhu cầu khách hàng ở trong tỉnh, ngoài tỉnh và thậm chí là ở nước ngoài, ở các chương trình lớn gìn diễn thời trang thì hoàn toàn là các sản phẩm truyền thống không thể đáp ứng được nhu cầu của họ, cho nên bắt buộc mình phải cách tân theo nhu cầu của thị trường để có thể mà mở rộng được cái thị trường của thổ cẩm ở trong nước hay là trên thế giới. Đó là cái lý do vì sao mình phải cách tân nó. Thành công ban đầu khi đưa được thổ cẩm làng Tang lên sân khấu thời trang quốc tế sẽ là động lực để Y Hòa tiếp tục công việc để hiện thực hóa ước mơ, khát vọng của mình.
em sẽ lấy đó là một bàn đạp để mình tạo ra một số sản phẩm riêng cho mình theo đúng cái nhu cầu của những nhà thiết kế hay là khách hàng của em. Và mình tất nhiên là mình phải có sự đầu tư riêng của bản thân mình. Mình tạo ra 3-4-5 sản phẩm mới cách tân hoàn toàn, từ nguyên liệu, từ các mai mặc, để mình có xem được nhu cầu của thị trường ở mức nào để mình có thể mở rộng ra hơn nữa. Và song song với đó là mình có thể mình trước giờ là toàn bộ những cái sản phẩm cách tân là tự tay em làm toàn bộ 100%. Thì thay vì em làm 100% và mình kế định hướng thôi, rồi mình sẽ giao, mình kiểm tra tay nghề của bà con, rồi cùng kết hợp với nhau làm, thì tất nhiên một tập thể nữa sẽ phát triển mạnh hơn một cách. Nghề dệt thổ cẩm của người Hơ Sê ở làng Ten, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Có người đam mê và khát vọng sẽ giúp ích cho người trong làng và cho di sản. Y Hòa là người đam mê và có khát vọng. Và cô Sơn nữ này đang chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và truyền lửa đam mê, thắp thêm khát vọng cho nhiều người trẻ khác ở làng Ten, để cùng nhau đưa thổ cẩm làng Ten vươn xa hơn, nâng tầm giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.